Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các nhện hữu và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhện Tri Thức. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là bài viết tất tần tật về giải thưởng Nobel danh giá. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Hoàng Trung. Và chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chính của bài viết nha. Vừa qua trong Spyroom có một bài đăng về giải thưởng Nobel của ba nhà khoa học trong lĩnh vực sinh y, nên mình mới sẵn dịp tìm hiểu kỹ hơn về giải thưởng này. Tình cờ tìm thấy được bài này trên trang Science News for Students nên chia sẻ cho mọi người cùng xem. Mỗi năm, trong tuần đầu tiên của tháng 10, một số rất ít các nhà khoa học may mắn và tài năng sẽ nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm hoặc là giữa ngày. Ở đầu dây bên kia là một giọng Thụy Điển thông báo rằng họ đã giành được giải thưởng Nobel. Gần như lập tức, nhà khoa học này sẽ trở thành nhân vật danh tiếng. Họ sẽ tham gia những bài nói chuyện, những bữa tiệc sang trọng và diện kiến nhà vua Thụy Điển. Tại sao Nobel lại danh giá tới vậy? Giải thưởng này được đặt tên theo một nhà phát minh, ông là Alfred Nobel. Trong suốt cuộc đời mình, ông được biết đến nhiều nhất cho việc phát minh ra thuốc nổ. Điều đó giúp ông trở thành một người giàu có. Và khi ông mất vào năm 1896, Nobel để lại tài sản kếch xù của mình để thành lập 5 giải thưởng hàng năm, gọi chung là Nobel. Ý nguyện của Nobel là dành một giải thưởng dành cho những tác phẩm văn chương xuất chúng. Một giải thưởng khác được dành cho những cống hiến vì nền hòa bình của thế giới. 3 giải còn lại thuộc về các lĩnh vực là vật lý, hóa học và sinh lý học hay là y học. Cả 5 giải này đều được trao bằng tiền mặt. Tính đến hiện tại, giải thưởng khoảng 9 triệu Swedish krona, đồng Quaron tiền Thụy Điển, tức khoảng 1,1 triệu đô la. Nếu có 2 người thắng cuộc trong cùng một lĩnh vực, giải thưởng sẽ được chia đều ra cho cả 2. Trường hợp có 3 người đoạt giải trong cùng một lĩnh vực, một người sẽ nhận được một nửa số tiền, nửa còn lại sẽ được chia đều cho 2 người kia. Vào năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đưa thêm một giải về lĩnh vực khoa học kinh tế, theo di chúc của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel vào năm 1895. Có một giai thoại mà mình từng được thầy mình kể lúc còn học cấp 3, đó là câu chuyện về việc tại sao không có giải Nobel cho toán học. Theo thầy mình thì Nobel đã từng trải qua một cuộc tình tay ba và ông đã thua trước một nhà toán học. Thực ra đây chỉ là câu chuyện vui, trên thực tế thì Nobel cho rằng toán học không có tính ứng dụng nhiều bằng vật lý và hóa học nên chỉ trao giải cho các nghiên cứu thuộc hai lĩnh vực này. Giải Nobel Hòa Bình được trao ở Oslo, Na Uy, trong khi các giải khác được trao ở Stockholm, Thụy Điển. Mỗi năm, hàng ngàn nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới được mời để quyết định người thắng cuộc của giải Nobel. Tất nhiên là họ không thể tự bầu chọn cho chính họ rồi. Những nhóm đến từ Học viện Khoa học Hoàng gia tại Stockholm, Thụy Điển sẽ xem xét đề cử cho lĩnh vực vật lý và khoa học. Một ban hội thẩm tại Học viện Karolinska, một trường đại học y tại Stockholm, sẽ đảm nhận lĩnh vực y học hay là sinh lý học. Viện Hàn Lâm Thụy Điển sẽ trao giải Nobel Văn học. Và giải thưởng Nobel Hòa Bình được Ủy ban Nobel Na Uy trao giải thay vì một số tổ chức của Thụy Điển. Những nhóm này sẽ lọc danh sách các ứng cử viên. Danh sách rút gọn sau đó sẽ được chuyển đến một hội đồng bình chọn của mỗi lĩnh vực. Những thành viên của hội đồng này sẽ bỏ phiếu để bình chọn cho người sẽ nhận giải Nobel năm đó, hoặc là cũng có thể là sẽ không có ai nhận được giải cả. Giải Nobel lần đầu tiên được trao vào năm 1901. Giải thưởng này bị gián đoạn trong thời kỳ 2 của cuộc chiến tranh thế giới. Các giải Nobel không bắt buộc phải được trao hàng năm, nhưng ít nhất là trong vòng 5 năm liên tiếp phải được trao một lần. Giải khi đã trao thì không bao giờ bị tước. Giải chỉ trao cho những người còn sống, không truy tặng. Tuy nhiên, nếu sau khi công bố giải mà người được trao qua đời mà vẫn chưa kịp nhận thưởng, thì phần thưởng và giải thưởng sẽ vẫn được trao cho người đó. Ngày nay, giải Nobel được xem như là cúp C1 của khoa học, một giải thưởng danh giá nhất toàn thế giới. Những người đoạt giải Nobel được vinh danh như một ngôi sao và nghiên cứu của họ thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngôi sao nhạc rock của khoa học. Giải thưởng Nobel nổi tiếng ngay từ khi vừa bắt đầu. Một lý do dễ hiểu cho điều này đó là việc những nhà khoa học đoạt giải nhận được nhiều tiền hơn tất cả những cuộc thi khác vào lúc đó, và đương nhiên đó là một sự hấp dẫn không thể chối từ. Theo Robert Freeman, ông là một sử gia về khoa học, science historian tại trường đại học Oslo tại Norway.
Giải thưởng này cũng được vang danh trên toàn thế giới khi mà các nhà khoa học từ khắp mọi nơi có thể tham gia, không chỉ riêng quê nhà của Nobel là Thụy Điển. Giải thưởng Nobel đã trở thành nơi mà các quốc gia có thể cạnh tranh trong hòa bình, Freeman nói. Như một điều tất yếu, giải thưởng Nobel nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ truyền thông. Từ lúc bắt đầu, những tạp chí khoa học đã viết về những giải thưởng Nobel, Hansen nói. Ngày nay, những người thắng giải Nobel đều được đăng lên trang nhất của các mặt báo. Chỉ 1, 2 hoặc 3. Khi xã hội cũng như khoa học phát triển, đã xảy ra một vấn đề với giải thưởng Nobel. Đó là có quá nhiều nhà khoa học đạt được những thành tựu ấn tượng so với số lượng giải. Rất nhiều nhà khoa học tài giỏi đã bị bỏ qua vì chỉ có số lượng hữu hạn những người thắng cuộc. Kể cả những nhà khoa học trực tiếp tham gia trong quá trình nghiên cứu cũng có thể không giành được giải Nobel. Hội đồng chấm giải đã đặt ra những quy định cho giải thưởng, trong đó chỉ có tối đa 3 người chiến thắng trong mỗi lĩnh vực. Các nhà khoa học thường chọn làm việc một mình hoặc là trong những nhóm nhỏ. Nhưng nếu có một người thứ tư tham gia thì họ phải chấp nhận thiệt thòi. Ngày nay, các nhà khoa học thường làm trong một nhóm lớn để làm những nghiên cứu trọng đại. Tuy nhiên, trong một đội 100 người thì tất nhiên câu chuyện xảy ra đó là ba cá nhân nào đó sẽ xứng đáng để nhận cái giải thưởng cao quý ấy. Nhiều thế kỷ đã trôi qua và đây là một sai lầm lịch sử giữa những quy định của giải thưởng và sự tiến bộ của khoa học ngày nay. Điều đó cũng có nghĩa là khi hội đồng giám khảo không thể tìm ra nhà khoa học xứng đáng thì sẽ không có ai được nhận giải cả. Ví dụ những nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu và phát minh ra anesthesia, thuốc mê, loại thuốc có khả năng giảm thiểu cảm giác đau của một người hoặc đưa họ vào trạng thái vô thức. Thuốc mê thực sự đã thay đổi nền y học, cho phép bác sĩ có thể thực hiện những ca phẫu thuật tinh vi mà không để lại những cơn đau khủng khiếp. Nhưng với giải thưởng Nobel, như vậy là quá nhiều. Hội đồng bầu chọn cho y học, sinh lý học đã không thể tìm ra 3 người có cống hiến nhiều nhất trong cả nhóm. Thế là chẳng ai được giải Nobel. Tương tự, giải Nobel cũng chỉ được trao cho 3 lĩnh vực thuộc về khoa học. 3 lĩnh vực còn lại là văn chương, kinh tế và hòa bình. Thực tế nhiều phát minh khoa học được tìm thấy lại không thuộc top 3 lĩnh vực này. Chẳng hạn như một vài nhà khoa học đã chỉ ra cách dự đoán chính xác động đất. Phát hiện này có thể cứu sống được rất nhiều người. Điều này hoàn toàn hợp với ý niệm của Alfred Nobel vì đã giúp ích cho loài người. Nhưng thật không may, khoa học đất thì lại không thích hợp cho giải Nobel. Những lĩnh vực khoa học như thiên văn học hay là toán học có thể không được nhiều tiếng tăm chỉ bởi vì những nhà khoa học lĩnh vực này không thể thắng được một giải Nobel nào. Đây có thể là một vấn đề khi mà các trường đại học và cơ quan sử dụng Nobel như một thước đo cho sự quan trọng của họ. Vài trường đại học nỗ lực để thuê và giữ những người đạt giải Nobel ở lại. Đây là những điều mà Freeman lo lắng vì nó không tốt cho nền khoa học. Khoa học không nên giống như thể thao khi mà các câu lạc bộ chỉ mua những người giỏi nhất và cố gắng giữ thứ hạng ở mức cao. Giải Nobel chỉ ra những phát minh quan trọng, ông lưu ý, nhưng nó không hoàn toàn quyết định đến chất lượng giảng dạy ở các trường đại học hay là những nghiên cứu có ích cho cuộc sống. Những người không đoạt giải Nobel cũng đáng được trân trọng. Cuộc chơi không cần sức. Trong khoảng thời gian 1901 đến năm 2006, chỉ có 12 trong số tổng 221 người thắng cuộc trong lĩnh vực y học, sinh lý học là nữ. Chỉ có 4 người phụ nữ trong thời kỳ qua đã giành được giải Nobel cho hóa học. Và chỉ có 2 người trong lĩnh vực vật lý. Với những nhà khoa học thuộc các dân tộc thiểu số, con số này còn tệ hơn thế. Sự thiếu hụt đa dạng là một vấn đề. Đây không phải là về giải thưởng, mà là về chế độ tưởng thưởng trong khoa học. Jurgerman nói, có xu hướng về việc không công nhận thành quả của những người thuộc về những quốc gia hay là giới tính khác. Các thí sinh tham gia cũng thường đến từ một trong số ít các trường đại học có quan hệ hoặc là các trung tâm nghiên cứu. Cô lưu ý, trong số đó là trường đại học California tại Berkeley và đại học Harvard tại Cambridge. Nhưng mọi việc đang thay đổi, Jurgerman nói. Những hội đồng khoa học quan trọng như là Học viện Khoa học Quốc gia của Mỹ và tầng lớp Hoàng gia tại Anh đã cho phép nhiều phụ nữ và nhiều người với màu da khác nhau tham gia. Những tầng lớp này cho phép các nhà khoa học được công nhận bởi những người cùng địa vị với họ. Và càng có nhiều phụ nữ và có nhiều màu da khác được công nhận, càng có nhiều cơ hội cho họ nhận được giải thưởng Nobel. Giữa năm 1901 và năm 2001, chỉ có 10 người phụ nữ được nhận giải Nobel thuộc lĩnh vực khoa học. Trong 15 năm tới, thêm 8 người phụ nữ khác được trao giải. Đây khó có thể xem là một sự công bằng, Jurgerman nói. Nhưng giờ nó cũng tốt hơn trước đây.
Trong khi những người đoạt giải Nobel đã đạt được những thành tựu tuyệt vời, thì ngoài kia có những nhà khoa học sẽ không bao giờ nhận được huy chương vàng hay là số tiền 1 triệu đô la cả. Tuy vậy, sự cuốn hút của giải thưởng này vẫn còn rất lớn. Tôi từng hỏi một sinh viên năm nhất tại Học viện Công nghệ California với mục tiêu cho sự nghiệp khoa học của họ. Freeman kể lại, 90% nói rằng mục tiêu của họ là giành được giải Nobel. Nhưng có quá ít giải Nobel, nên phần lớn chứ không phải là tất cả những sinh viên này sẽ thất vọng. Nó cũng giống như việc bạn đi đến Las Vegas và tin rằng mình sẽ trở thành 1 triệu phú vậy, Freeman nói. Tuy nhiên không nhận được giải Nobel không làm cho những học viên này thất bại. Đúng, một nhận thức lỗi lạc của một nhà khoa học lỗi lạc mới quan trọng, nhưng nó chỉ quan trọng khi bạn có được cộng đồng và mạng lưới những người làm việc chung nhau. Lời kết, sau khi dịch xong bài này, cá nhân mình cảm thấy giải Nobel không phải lúc nào cũng hoàn hảo như vẻ ngoài của nó cả. Tuy nhiên, cũng như là trong bóng đá, có kẻ thắng, người thua thì phần thưởng mới thực sự có giá trị. Và cũng mong là Việt Nam sẽ có một ngày nào đó được nhận giải thưởng danh giá ấy. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Nut. See ya!